hai ông có giờ bỏ tôi đi nha, nói rồi đó mà bỏ tôi ổng còn tôi đi liền đó, ông có bỏ nha, ông có bỏ tôi đi đó, bỏ tôi đi đó, ổng còn tôi đi đó, chúc yên tâm đi. Rồi thôi không có đâu. Cái gì đâu mà người nhà mình tác động. Ở đây có người ta giải thích mà không biết. Đã biết rồi, không cho mổ con. Mổ người trẻ còn đau lắm đó, nó đau rồi, nó lạnh rồi, còn thêm một lần nữa đau lắm. Vô công việc và mổ xác cô bé của chúng chị cho có chị YouTube rất là tốt quá nha. Đây vô đút cơm cho bà nội sáng giờ với cơm ăn không hết, sáng giờ luôn á. Bà nội lớn tuổi rồi lẳng luôn cô chú anh chị. Mà bên cơ quan người ta cũng đâu có ấy đâu, ta lại xác minh thôi. Nếu mà gia đình đồng ý thì phải thám nghiệm không? Ở đây là cô giáo của cháu lại cũng quyên góp được 10.350.000 của chú anh chị để gửi cho gia đình. Mình cứ ấy, chị đi xuống nhìn con lần cuối rồi cả nhà. Đứng ở trong đây đi. Đứng đây điểm Phật đi. Đứng nhà điểm Phật đi quay. Phấn bên kia đang chuẩn bị tẩn liệm không biết của anh chị. Tẩn liệm xong rồi cái đưa cháu đi thì lên trên kia đang hỏa táng.
Khăn giấy trên chiếc xe đó có khăn giấy đó chị. Chiếc xe đằng kia có bảo giá. Ở phía trước màn hình đó là ba của em Hòa và anh trai. Hai anh trai đang ở phía trước. Hiện tại thì mình có khi ta sẽ chụp hình thôi cả nhà, chứ không có khám nghiệm tử thi cho bé, tại vì cũng xác minh được đó là đúng là bé Hòa. Cũng có camera đầu, cũng ta check camera lại xong hết trơn cả nhà. Xe không có còn xích gì.
giờ đem nó đi. Em cũng không biết nữa. Mà nãy nghe nói điện 11 giờ ngay chân chỗ cái lò. 11 giờ. Trầm Đăng hay á? Tiếp bà đi bà ơi, gia đình có khổ lắm. Vợ thì bán dừa ngoài chợ, còn chồng bán tỏi dạo. Gia đình cũng khó khăn. Rồi kiểu bỏ nó với sơ, ở nhà của mình anh kêu nó viết bài đó. Ai nhà nó xuống sông nó chơi, mình đâu có thỉ đâu. Năm chưa mấy triệu. Cái trường hợp bán của tôi phát bán 8 tuổi. Thì 2 ngày trước té dưới sông chết. Rồi hôm nay gia đình có gặp té rồi vớt bé lên kêu gọi giúp cho gia đình có tiền điện bé rồi sau đó mang đi tiêu. Mà em nghe nói kinh phí số tiền mà cũng không là gần 10 triệu. Và kinh phí đi tiêu là cũng mười mấy triệu mà gia đình đang khó khăn. Thôi em tới đây trước mắt là em kêu gọi anh chị em mạnh thường quân đó, ban giám thị mình của em đằng xa. Ai có thương cảm đồng lòng phát tâm từ bi thì hỗ trợ tiếp gia đình bé, giúp bé ra đi khám về với Phật. Bây giờ về bé đi con ai à? Nó còn nhỏ nó tưởng tượng rồi. Tử thi mà hôm qua hai bữa trước bé chết.